Mình là Minh và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái tập tiếp theo, đó là tập thứ 17 của series Cùng Chơi Ark. Thì tập hôm nay thì mình và ông Đất, hoặc là mình không, thì sẽ đi bắt một cái con các bạn khá là mong chờ, đó là con T-Rex. Thì trước khi bắt T-Rex thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn sơ bộ về cái chiến thuật của mình. Thì để bắt cái con T-Rex này thì các bạn có rất là nhiều cách bắt. Thứ nhất là các bạn có thể sử dụng con chim này, và các bạn một người cưỡi, một người gấp ở dưới, rồi cái người gấp ở dưới thì cầm súng bắn nó thì nó sẽ gục ha. Và cái nhược điểm của cách bắt này thì con T-Rex nó sẽ nằm giữa đường, thì các bạn sẽ khó tâm minh. Đặc biệt là những ở cái server ít nhân á, thì các bạn sẽ khó tâm minh. Tại vì tâm minh rất là lâu mà nó nằm giữa đường như vậy thì các bạn phải đứng canh, nó rất là mệt. Đó là nhược điểm của cái cách bắt hai người. Và diễn thứ hai cách bắt hai người này là các bạn phải đòi hỏi phải có co-op mới chơi được, còn chơi một mình thì chơi không được. Còn cái cách bắt T-Rex thứ hai là các bạn sẽ làm tàu 7. Thì tàu 7 các bạn cứ xem hai cái season trước của mình là mình có làm tàu 7 rồi ha. Season 2 á, season 1 thì không có tàu 7. Tàu 7 thì các bạn có thể bẫy được con T-Rex. Thì cái cách bẫy T-Rex bằng tàu thì ở server bình thường các bạn cũng chơi được, nhưng mà các bạn chỉ xây được những cái tàu nhỏ nhỏ thôi, tức là vừa đủ bắt con T-Rex thôi, chứ nó không cho các bạn xây nhiều vật thể trên tàu ha. Mà cái cách bắt tàu thì mình đã bắt rồi, cho nên là ở cái season này mình sẽ không bắt bằng tàu nữa. Và cái cách bắt con T-Rex thứ ba là các bạn sẽ lựa những cái địa hình cao, rồi các bạn đứng ở trên các bạn bắn xuống. Thì khi mà con T-Rex nó sẽ đứng ở dưới thì nó sẽ không leo được địa hình cao, thì nó sẽ bị gục. Mà cái cách bắt này thì cũng ok, nhưng mà nó cũng sẽ gọi là không có chủ động được cái địa điểm. Thì ở cái season 3 này mình sẽ bắt một con, mình sẽ bắt T-Rex bằng cách là mình sẽ dụ nó vào nhà mình bắt. Đây, và đây mình giới thiệu các bạn cái cổng BH thì các bạn đã biết rồi, mình đã giới thiệu ở tập trước. Thì kỳ này mình đã nâng cấp cái cổng mình lên rất là bự. Bự không? Bự vãi đái luôn. Và cái cổng này là mình sẽ xây bằng hai cổng BH, còn ở giữa là mình bích lại hết bằng tường. Có những cái lỗ như thế này là để khi mà mình bắt được con T-Rex rồi thì mình sẽ đứng ở ngoài mình bắn vô, có chỗ để bắn vô. Và chiến thuật của mình á, thì mình sẽ dụ nó từ ở phía khu rừng phía bên đây nè, mình sẽ dụ nó chạy về đây. Và ở trong đây mình sẽ đặt sẵn những cái trap. Thì khi mà nó bước vô đây nó bị dính trap thì nó sẽ đứng cứng ngắc luôn, nó không làm được gì mình hết ha. Thì lúc đó mình sẽ mở sẵn hai cái cửa này, mình sẽ nói trước cho các bạn. Mình sẽ mở hai cửa này, mình đặt bẫy ở đây ngay giữa, rồi mình lùa nó đi vô đây. Sau đó nó bị dính bẫy rồi thì mình sẽ bay thẳng ra đây. Sau khi bay thẳng ra đây á, thì mình sẽ sử dụng remote này, mà mình sẽ đóng cái cửa sau, mình kích hoạt mình đóng cửa sau lại là ok ha. Thì cách làm remote này thì rất là đơn giản các bạn, tất nhiên là các bạn phải cần rát cái remote activation keypad. Thì các bạn rát xong thì các bạn đặt vào cái chuồng này, rồi các bạn đi dây điện. Dây điện thì chắc bạn nào cũng mới đi rồi, bạn nào chưa biết đi thì có thể xem lại cái session 2 của mình, thì mình có hướng dẫn. Đó là xây cái máy power reactor nè, cái máy này. Các bạn rát cái máy này từ cái máy in nè. Máy in thì mình đã giới thiệu rồi. Và để nó hoạt động thì chúng ta sử dụng gas ha, các bạn hoạt động. Rồi xong mà chúng ta rát dây điện. Dây điện, đây là tất cả cái dây điện nè các bạn. Đây là dây điện. Thì cái cách đi dây điện này giống như là đi ống nước vậy đó, nó không khác gì đi ống nước hết. Đó, các bạn cứ đi cái dây điện ra ha, đi cái dây điện ra đây, đi ra đây. Và tới cái chỗ mà gần cái bản mạch á, thì các bạn gắn thêm một cái cầu chì cho mình. Đây là cái electric junction gì đó. Thì khi các bạn gắn cái cầu chì này vô cái đỉnh đầu của nó rồi thì nó giống như cái máy hút nước vậy đó. Thì nó sẽ bắt vô tất cả những cái công cụ điện gần đó. Như các bạn thấy khi mà mình gắn ở đây thì nó bắt một cái cọng dây điện vô đây. Thì cái máy này chúng ta sẽ được nói. Thì để cái máy này hoạt động thế nào thì mình sẽ chỉ các bạn luôn. Ví dụ như các bạn muốn bấm nút cho cái cửa này nó tự đóng lại, thì các bạn đè chuột phải vào cái cửa, sau đó các bạn đè chữ E vào cái cửa, sau đó các bạn bấm set pin code ha. Ví dụ mình bấm ở đây mà là 1134 ha, rồi các bạn bấm 1134 vào cái cửa này rồi đúng không? Rồi thì bây giờ các bạn muốn cái cửa này đóng lại thì các bạn bấm đè nút E vào cái remote, sau đó các bạn bấm deactivate, bấm đúng cái code các bạn nhập vào cái cửa hồi nãy là 1134 là cái cửa nó sẽ tự đóng lại, thấy không? Đó. Thì bây giờ cái cửa này muốn mở ra làm sao thì các bạn không cần bấm đè E, các bạn bấm nút E một lần thôi, sau đó các bạn bấm 1134 là cái cửa nó sẽ mở ra. Đó. Thì cái cách này giúp cho các bạn là không cần phải chạy vòng một đuôi về cái chỗ này. Rủi may mà chúng ta không có trap được cái con khủng long đó, hoặc là nó thoát được đó, thì khi chúng ta quay về đây chúng ta đóng cửa thì nó sẽ dí mình, rất là nguy hiểm mà. Bởi vậy là các bạn nên sử dụng cái này, chúng ta đứng tại đây chúng ta đóng cửa luôn là tốt nhất. Còn cái cửa này mình mở ra để cho con chim nó bay ra, mình đang dự tính là đặt trap ở đây, khi mà khủng long nó dính rồi mình bay ra đây được luôn, rồi mình đóng cửa. Hoặc là mình sẽ đập thêm một ô ở trên cái nóc nhà, mình bay thẳng nó luôn
khi mà mình bay thẳng lên thì mình sẽ đóng cái cửa này luôn, thì cái độ an toàn nó cao hơn. Thì chưa biết thế nào, thì nói chung là sao cũng được. Thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái trap để chúng ta bắt cái con khủng long đó. À, thì cái trap đó thì đây là cái trap đó nè, để mình sẽ nâng điểm cho các bạn xem. Mình chưa nâng cái trap đó luôn. Trap à, đây cái trap ở đây, nó ráp từ bàn smile. Đây là cái loại trap lớn nhất của cái map này. Cái trap này nó có thể bẫy được cả con Gigant luôn nha các bạn, chứ không có cần phải là T-Rex đâu. Gigant nó cũng bẫy được tốt. Và cái cách bắt Gigant đó thì mình sẽ cũng sử dụng cái cách đặt cái trap này ha. Rồi thì chúng ta sẽ đặt trap. Đây, khi mà con khủng long nó bị đạp trúng cái trap này thì nó sẽ bị đứng im một khoảng thời gian. Mình nghĩ là tầm khoảng 30 giây hoặc là 20 giây gì đó, tùy loại khủng long. Nói chung khủng long càng mạnh thì nó sẽ thoát trap nó càng nhanh, chứ không có gì hết. Thì ở đây cái loại trap đó là đây. Đâu rồi? Đây. Thì công thức là 6 sắt và 10 cái fiber là các bạn đã có thể rát được cái trap này rồi. Rất là đơn giản. Sắt thì dạo này mình làm mình cũng tích trữ được nhiều ha. Sắt đây. Bao la. Ờ phải bao la mà mình xài gần hết bà nó rồi. Ok, mình xài gần hết rồi, tại hôm nay mình đúc đạn nhiều quá. Đây. Trap. Ra khoảng 3 cái thì mình đặt thành một cái hàng ngang luôn thì tăng cái khả năng mà gọi là đặt trúng hơn. Còn nếu mà các bạn đặt một cái thôi á thì rủi may mà nó đạp không trúng cái đó thì phiệt. Cho nên là thôi, mình sẽ ra 3 cái luôn nha các bạn. 3 cái luôn cho chắc, đặt thành một cái hàng ngang là ok rồi. Rồi khi mình nói về cái vũ khí mình sử dụng để bắt con T-Rex luôn là mình sẽ sử dụng đạn shocking. Ha, đạn shocking thì bạn nào xem tập trước thì mình cũng đã giới thiệu rồi cho nên mình sẽ không có nói lại nữa. À, mình sẽ sử dụng đạn shocking, nói chung là những cái thứ mà tối tân nhất. Thì giới thiệu luôn cho các bạn, nãy giờ mình chưa nói là đây là cái bàn chemistry, đây là cái bàn gọi là mình gọi là bàn hóa học. Thì cái bàn này công dụng của nó giống như là cái cối đâm tiêu vậy đó, nhưng mà cái tác dụng của nó thì mạnh hơn nhiều, có thể gọi là gấp 10 lần luôn á. Thì các bạn chỉ cần xây dựng cái bàn này thôi là các bạn đã có thể giống như là bạn có 10 cái cối đâm tiêu vậy đó. Rất là lợi hại. Nó sẽ cần ít nguyên liệu nhưng mà nó sẽ rát được nhiều hơn. Ví dụ như cái đâm tiêu các bạn sẽ cần 10 miếng thịt thì các bạn rát được 10 bình nacotic. Nhưng mà ở đây các bạn cần 10 miếng thịt nhưng mà các bạn có thể rát được, nó có thể ra được mười mấy 20 bình thì cái hiệu quả nó sẽ cao hơn nhiều. Đó là công dụng của cái bàn Chemico này. Thì cái bàn này thì nó hơi khó khăn tí là các bạn phải cần nối dây điện vô đây như mình đã nói, và nối cầu chì ha để bắt dây điện vô. Ngoài ra thì có điện rồi nhưng mà cái bàn này nó cũng phải chạy gas luôn, tức là nó cần vừa gas vừa điện thì nó mới chạy được nha các bạn. Đó, giới thiệu các bạn cho cái bàn đó. Thì bây giờ mình sẽ đặt sẵn trap ở đây. Mình sẽ đặt sẵn trap. Cái trap này cũng bự lắm cho nên là các bạn cứ yên tâm. Đặt ở tầm giữa cái hang của mình ha. Giữa là ok. Đây tầm này nè. Đặt xong á thì các bạn đừng có bướng đứng vào nha các bạn. Khi mà các bạn đặt cái trap này xong mà các bạn đứng vào đây là mình bị dính luôn á. Mà khi mình bị dính rồi là không có cách nào mà thoát được đâu. Đó. Phải chờ cho cái trap nó hư luôn mình mới thoát được. Căng lắm cho nên là nên cẩn thận. Không nên rớ vào cái trap này nha các bạn. Không nên rớ vào nó. Đặt rồi thì tốt nhất là nên rút đi. Chứ mà đạp dính vào thì thôi xác định. Có lẽ là mình sẽ đóng cửa trước ha các bạn ơi. Vậy là mình sẽ dùng con chim mình thoát ra bằng cái cửa ở phía trên. Mình sẽ đóng cửa chính luôn cho nó chắc ăn. Thế mình lùa vào đây nó dính cứng luôn. Mình chỉ việc đóng cửa sau lại là ok rồi. Đó, mình sẽ mở cẳng cửa sau. Và mình sẽ thoát lên mặt cái hốc trên kia. Đó là cái chiến thuật của mình. Thì bây giờ nhiệm vụ của mình là bây giờ chỉ cần chạy vào lùa T-Rex thôi là xong. Ha. Ok, bây giờ mình sẽ chờ ông Đắc. Tại bây giờ hồi nãy mình đã đi vòng vòng ở khu vực này và không có thấy T-Rex mạnh. Tại vì mình không bắt được thôi, chứ mình bắt thì mình phải bắt con mạnh mạnh tí. Tại vì những con T-Rex này vì sao nó sẽ giúp mình đánh boss. Nên là mình cần phải bắt những con mạnh. Chứ yếu quá bắt không được cái lợi ích gì hết á. Mà T-Rex mạnh thì hiện tại bây giờ chưa có, chưa thấy đâu hết. Đó, thì giới thiệu cho các bạn đây là cái trap của mình. Rồi. Bây giờ lùa T-Rex vào là xong, nó sẽ chạy vào đây. Đúng ra là mình hồi nãy mình nên đặt sâu vào đây một tí. Tại cái đuôi của con T-Rex nó rất là dài. Khi mà nó đạp vào đây rồi á thì các bạn bắn nó gục á thì mình nghĩ là nó sẽ bị lòi cái đuôi ra ngoài tí, nhưng mà không sao. Kệ đi, khu này bây giờ cũng an ninh lắm. Tại vì nhà ở đây rất là nhiều rồi. Đó thì khi mà các bạn nhốt con T-Rex vào đây rồi thì cứ thoải mái tâm minh thôi. Không bao giờ nó chết được, chỉ sợ tuột turbo thôi. Đó là cái lợi của cái việc mà lùa vào bẫy á. Rồi ok bạn nha.
Bây giờ mình sẽ đi bắt T-Rex đây, giới thiệu cho các bạn những cái thứ mà cần thiết rồi và những cái thứ mới mẻ rồi. Đó, thì không có gì mới nữa hết, thì cũng như vậy thôi. Ok. Ủa nhà thằng đó đâu ta, mới thấy đây mà. Bên trái nè, bên trái nè. Đúng hướng chưa? Ồ, ở đây anh ta. Rồi đúng rồi nè, nhà nè. À, đây nè, tới rồi. Cái Đang. thông xung cạnh nhà đó. Rồi rồi đang ở nhà nó. Ê, Kìa có phải chim mình không vậy? bài nô thì đủ rồi. Đấy đúng rồi. Chôn Spino là con T-Rex ấy. Đù má vui. À chim mình nè, chim mình nè. Dùng mắt tự động luôn. Á chim mình khôn quá ba, đéo giết người ba. Ôi rồi nó đéo cắn T-Rex này hả ta? Ừ. Ờ nó lên kìa. Ờ có sao đâu. Ông mạnh như trâu mà. Phải. Gì tôi đang đứng nhìn ba Ừ nhìn đi, để nạp năng lượng hết pin rồi. Ê ê ê nó đạp bẫy kìa, trời ơi, ngu thế. Rồi thôi xong rồi. Thôi nó sắp chết rồi ông nội ơi. con cắp máy vậy Chết mẹ luôn rồi, sắp gì nữa. con này cắp máy Không biết nữa. con này cấp 16 mà Ủa chứ con của quỷ đát nằm cấp đâu. 26 với đứa kìa. Trời ơi không sao. Đừng đừng có cho đi lên nha, ngu người luôn á. Ông đưa nghe ra toàn vụ mà, ban cho khác đi. Rồi được rồi, nó kẹt ngay đó rồi. Tay nô này cấp nhiêu vậy? Level 4. Giết mẹ luôn đi, hồi nó cắn lộn nữa. Bẫy cũng lắp đặt đâu vậy? Chưa đặt nữa bị cắn. Không đặt rồi, đặt rồi. Chạy kìa. Ông Minh bỏ quay chưa? Chưa có, vẫn đang quay nãy giờ mà, có gì lát cắt bớt đâu sao đâu. Đâu rồi, cái bẫy nằm đâu đắt? Trong rừng ấy. Đi xuôi dòng sông xuống trong rừng phía bên tay phải. Xu dòng sông xuống hả? Rồi con gấp to anh farm vậy? Không. Làm gì có thấy cái bẫy nào đâu từ. À, có con Raptor Alpha nha coi chừng. Ôi trời ơi nó bốc hơi tè le đây nè. Đánh nhau không? Đi từ gần xuống nước hay là từ nước lên bên phải? Đi xuống nước. Xuống nước bên phải hả? Đây rồi em đến nơi rồi. Nó vãi thật đặc tùm lum á. Đâu? Trời ơi nó cắn lộn kìa. À, nó cắn trúng con T-Rex kia là chết luôn á. Có anh em nó mà đâu cắn đâu. Ôi thấy tôi gọi mư. Thấy rồi, tôi đang đây đây nè. Má gì xây bên túi nó bá đạo vậy? Ủa cái túi đồ của em đâu rồi anh nhỉ? Ôi trời đất ơi. Ôi cái bẫy con đắt nằm đâu vậy? Dưới này kìa, đi dọc sông xuống. Bãi tiết trên đây mà đặt dưới đây mình bắt Cái này nó lộn sụm nắng kìa. ôi có đâu bên phải trong rừng ấy tìm cái túi đồ cho em đã tìm cái túi đồ trong túi đồ của em có Huy bẫy lấy con chim đi, Huy lấy con chim đi. tôi đang kiếm cái bẫy đi chim gì nào. Lấy con chim đi cho nó lẹ nè ông nội. Nó tới kìa, nó tới gần mình rồi đó. Ráng nó đang tìm túi đồ. Khổ thân thiệt. Đù mẹ nó cái bẫy tút bên đây. Thế mà vẫn bị con TDS nó cạp chết. Thế mới đau thương. Mà ông Minh ông điều khiển chim đi Minh. Thích sáo theo ông đi.
Đâu rồi? Đâu 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 đâu? À đây. À, một mình kéo tất cả muôn thú luôn. Ê, để con hổ nó chế độ này chờ đi nha, lộn bác si đi nha, họ nó cạp đó. Ê, rồi 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 rồi, con T-Rex nó gần con Alpha Raptor rồi. Bảy sáu này dụ dụ về đây tí mình nó lên bờ rồi, nó lên bờ bên đây rồi, dụ về đi bảy tú chỉ bên đây được há sợ nó hồi nó dính vô cái bẫy bên kia rồi. Ôi dồi ôi, rồi bay bay hướng nha, xong luôn bay gầy. Ôi dồi ôi, bá đạo thế, theo anh cưng. Thấy bảy con đá chưa? Rồi thấy rồi, cứ vụ ra đi. Đây rồi, đợi tí em làm lại với khác không? Ây da, đã mày. Rồi đang tới. Úi da. Hướng nào đó rồi? Nếu đập được mấy ở đây chứ bị rồi nó cạp con nào rồi kìa, nó cạp cái ghét con kia rồi đó, cạp con nào dưới nước á, đang cạp heo. Tại tôi dụ nó nè, đi đi đi. Ờ đi đi, ôi đủ quá, nó nhìn ai mà đủ nó dí mình vậy. Ê ê bà, nó ăn tia ghét này bị ngáo, nó dí họ nó bỏ à, ngu người lắm, nó chạy luôn rồi. Sao nó chạy dữ vậy ta, chạy vô rừng rồi, bắn mẹ nó viên là dí mình đi, bỏ ra để nó bắn nó viên rồi bắn đi. Ủa mới vô rừng xong chạy ra quỳ luôn, nó dí sao lại không tốc độ đi kìa, dí không kìa. Ờ giữ nó vô cái đám rừng, giữ nó vô cái núi nè, núi này ăn nên hả, nó cạp nào bánh nó vậy. Đây rồi, xong bấy rồi, xong bấy rồi, xong bấy rồi, đây đây rồi, xong nó cạp đủ mấy con chim nó nhỏ luôn, chết xác định luôn. Mấy chim nó nhỏ hả, cho nó cạp xong đi, mấy con đánh đâu lại nó đâu lọ. Trời nó cạp con đập đá ông nội, cạp chim nó nhỏ kìa. Thấy bảy rồi, đá chuẩn bị đi nha. Ồ mà cái khu này địa hình núi đá nhiều quá, hơi chua nha đá. Ê nó ê ê ê. Đừng 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 cho nó lên đây, đừng cho nó lên đây. Dí em nè anh ơi. Sao dí tôi vậy? Kệ cho nó dí em đi, còn hơn là nó lên nó đạp cái gai. Kìa. Cái bảy bên đối diện không kìa, Huy bơi qua sông là tới. Nó tự chạy kìa. Ờ được rồi. Ôi cái địt. Dĩ tao này thằng ngu. Mày khôn chứ trời. Hình như nó có cái tọa độ cũ này, sao nó có quay về tọa độ cũ rồi. Ê nó lên rồi, thôi xong rồi. Dĩ tao nè. Rồi rồi chạy ra kìa. Vụ ra bờ bên kia luôn. Ờ nó cắn ai vậy? Bị đầu, nó cạp cái hàng rào nó bị đổ máu nãy giờ nè. Rồi đó, vô đó, vô đó. Rồi chạy xong. Đi chạy đi, lấy con hai con chim chạy đi, lấy hai con chim chạy đi. Không phải, nó bị bút cái cục đá rồi, nó chạy không được. Còn con Sabertooth nữa kìa. À, chắc phải gấp con này nó qua cái khu khác quá. Rồi đó Huy, đứng đứng bộ một mình ông lùa đi. Nó đụng nó đâu rồi? Đụng bà trời. Kìa nó kìa. Đang đánh lộn với Akilo à. Nào em lên giường đi đã. Từ má giờ đồ đâu làm giường đây ông nội. Da trong sói có. Kìa đáng Huy ổng lùa vô. Ha
Đéo vô cái đồn ta. Sao tôi nhìn cái cổng này tôi thấy nhỏ quá vậy trời. Cổng đấy là đủ rồi. Ôi con sói, con sói. Đập đập cái cây trước cửa đi thôi. Từ từ. Sao tôi gấp được, vô kẹt luôn á. Chạy đi, chạy ra ngoài đi. Rồi xác định. Chạy ra ngoài. Mẹ nó cứ dùng ra đi. Ông gấp một con sói thôi, ông đem theo một con đại bàng thôi. Ông đi được hai con nó gấu. À chứ giờ sao? Ông để con sói đại bàng bên đây nè. Trời ông thải gì chết tôi luôn. Chết đầu sống nhăn. Chết chưa? Mày chết ngắt gì nữa. Rồi đại bàng bên đây nha. Má hết máu luôn. Từ từ cắn cắn xíu quách đi. Má đéo có đồ ăn nữa. Má lụm trái cây ăn chay. Lại lúa. Nó qua kìa mày ơi. Cái gì? Ủa sao nó chạy nhanh dữ vậy ta? Má con quỷ này nó chạy nhanh thiệt. Con này nó đi nhanh dữ trời. Dĩ tao nè ngu. Đủ đâu rồi? Nó bên đây nè. Không chạy đâu bên đó vậy? Trời ơi nó chạy một mạch tới đây luôn nè. Quỷ này nè. Đang về đó, đang về đó, đang về đó mày. Không vụ thêm cano nữa hả, what the fuck. Nó đâu, nó chạy vào bển nó lùa chứ. Rồi rồi, rồi xác định rồi. Rồi, cặp nhau đi con. Đủ cano bố láo. Cặp cano kìa, ngu kìa. Cạp đó, đang cạp mà. Má nó vẫn thích thằng Huy hơn. Trời ơi, xác định tôi rồi. Tôi hết máu rồi. Má nãy bị gãy xương nữa. Rồi, rồi xong. Lên đường. Má gãy xương nãy giờ đéo ngồi được. Đinh game nữa chứ. Server hôm nay nó bị điên hay sao, lắc 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 giật. Ừ. Má con cano mạnh dữ vậy trời, cạp T-Rex đổ máu luôn kìa. Rồi, cano chết rồi. Nó vừa tới cái cổng là nó cạp cái cổng chứ nó không có thèm bước vô nữa chứ. Trời ơi. Cái gì vậy trời. Không thèm bước vô cổng của thằng Đát luôn. Cảnh sát tôi có súng nó lấy đi nha. Không tự. Ủa, là, ở đây lạnh ngắt luôn rồi, không có đồ sao chạy qua. À, con này là bá đạo quá. Súng đâu? Súng đạn. Rồi. Trong con sói có gì có da mình chế dựng mình. Đát đã tới rồi kìa. Đi bộ qua. Hay biết nó. Nhà còn nhiều mấy con đi được mà. Tới rồi Đát ơi. Ai nhặt đồ của em chưa? Tới nè, tới nè. Tôi tới lộng lùa nó vô nha. Ai nhặt đồ của em chưa?
Chưa, thấy nãy em chết đâu đâu. Nó vô. cửa. Nó vô mà đắt, nó vô mà đắt. Rồi xuống xuống dẫn bội. Kẹt gốc đá rồi. À, con này lì. Đây nè, dí theo tao nè. Đó, đang tới đó. Ủa nó đâu nữa rồi? Để đây em dụ cho. Để đây, để đây. Sao nó thích qua đây thế ta? Ở qua đấy thì dụ vào cái bẫy luôn ở trong này. Từ, về nè, về nè, về nè. Ê, đừng cho đi lên đó. Đó, 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 lên rồi đó. Gùi vô đi đất. Thấy không? Nó cạp cái cổng không, nó không vô. Không, mình lấy xác tôi bắn luôn đi. Giờ chỉ còn cách đó thôi, sao vậy? Rồi, rồi, vô, vô, vô. Đóng cổng. Có cái giường. Rồi, rồi, đóng rồi, đóng rồi, đóng rồi. Bây giờ làm cái giường đi đó. Từ từ, giờ mới bắt đầu có thời gian làm giường nè. Có hai cái rồi. Yeah. Mẹ ơi, đéo có fiber nữa. Ông nào cũng ồn quá vậy. Tắt chưa? Đang làm fiber đây, thiếu fiber. Bà con cứ bình tĩnh. Đây 6 cái. Rồi một giường đó, nào qua trước đi. Huy qua bắn đi. Súng Huy đang giữ rồi nè. Không thì anh bắn luôn đi. Sao cái giường thứ hai nó lại điếu cho xây nhở? Rồi. Đưa xuống này, đưa xuống này. Rồi bắn đi. Nè bộ giáp của ông nè Huy. Á à, trần thân luôn á. Bác ra chưa? Rồi. Rồi. Tỉa thôi. Trẻ đi chứ em làm gì có súng có đồ. Kéo mấy sói rồi qua đi đó. Ơ gì vậy? Má người thiệt chứ. Làm đuối cho tao láo đi trời. Má tự nhiên bay vô phi cắn như đúng rồi. Bác si hết đi mà họ nó điên điên lên á.
gục rồi. Tách đôi rồi hả? Giờ đi lụm thôi, đây thiếu chai cho nó đói đi, bỏ vô lực luôn. Lấy thịt đùi đá ơi. Trời ơi, đóng Ranto này nè, thoải mái thịt đùi luôn. Tôi bỏ đồ trong chim ở nhà tôi đi ăn. Ôi trời má, đụng nhầm Ranto 72. Đánh tới tết luôn. Con này cấp nhiêu đây? Rồi con này chắc ngon. Má ơi, khủng long nhà thằng này sao bá đạo quá vậy? Rồi, được có 8 mảnh thịt đùi à. Đát còn đứng đó phải không? Có thịt đùi về nè. À, đổ máu. Ủa người Huyên giữ cái súng phải không? Chết mẹ rồi, không có đem ra cổ tích theo nữa. Quay về lấy đi, gắp con sói về luôn. Ok rồi, thôi mình tâm mình ở đây. Rồi, ok, vậy là tập hôm nay quần quật nãy sáng giờ muốn điên luôn. Rồi cuối cùng cũng bắn gục được con này rồi. Bây giờ mình sẽ đi về và mình lấy ra cổ tích ra cho nó đây. Cần quá. Rồi vậy nha mọi người, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Bye bye.